sử dụng container cắt nóc để chở vật liệu, hành vi biến tướng này có dấu hiệu xuất hiện thêm ở nhiều địa phương. Với cách hoán cải như vậy, phương tiện có thể chở lượng hàng vượt xa quy định. Những vi phạm này đang gây nguy cơ mất an toàn giao thông và cần có biện pháp ngăn chặn xử lý. Chiếc xe này bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình kiểm tra xử lý. Thoạt nhìn thì đây giống như những chiếc xe chở container bình thường. Thế nhưng khi dừng xe kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện chủ xe đã cắt nóc container thành thùng hàng để chở than. Chủ xe cũng đã tự thay đổi kết cấu lắp thêm hai trục ben thủy lực. Điều đó có nghĩa là chiếc xe có cơ chế hoạt động như xe tải ben nhưng lượng hàng vận chuyển được lớn hơn nhiều. Cụ thể, với kích cỡ thùng hàng này, xe chở quá tải trên 150%. Cùng với những vi phạm này là những chiêu trò tinh vi như bố trí người theo dõi, thông báo vị trí lực lượng chức năng lập chốt hay cố tình chê ý khi bị dừng xe kiểm tra. Để ngăn chặn kịp thời hành vi này, Cảnh sát Giao thông tỉnh Hòa Bình đã duy trì 4 tổ kiểm tra xử lý vi phạm chở quá tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Với các biện pháp lập chốt công khai, tuần tra lưu động và hóa trang mật phục, tình trạng chở quá tải dù tinh vi cũng sẽ được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông liên quan đến chở hàng quá tải. Tối qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông có biểu hiện chuẩn bị hung khí đánh nhau. Đội tuần tra dẫn đoàn, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ vào tối ngày mùng 5 tháng 5 trên tuyến đường Võ Trí Công thuộc địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ thì phát hiện khoảng 5 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển 3 xe máy không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành chốt chặn kiểm tra. Cả năm thanh thiếu niên này đều 14 tuổi, cùng chú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã truy lùng và phát hiện số hung khí tự chế mà các thanh thiếu niên này chia ra, cất giấu tại hai địa điểm ở phường Hòa Quý và phường Mỹ An. Qua gần 2 tiếng truy xét, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ một dao, năm xiên chĩa có cán. Hiện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng lập biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các đối tượng và bàn giao tăng vật cho công an phường Hòa Xuân tiếp nhận điều tra làm rõ.